Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Mỗi năm trôi qua với sự nỗ lực của các nhà cổ sinh vật học, chúng ta ngày càng khám phá được nhiều loài khủng long mới từ những hóa thạch được khai quật. Trung bình thì mỗi năm chúng ta có khoảng 25 đến 30 loài khủng long mới, tương đương cứ 2 tuần lại có một loài khủng long mới được công bố. Chính vì thế, số lượng khủng long phi điểu cổ đại được xác định hiện nay đã lên tới khoảng 1.500 loài và sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, trong xu hướng chung đó thì vẫn có một làn sóng ngầm đi ngược lại. Đó là những loài khủng long biến mất một cách âm thầm đến nỗi chúng ta không nhận ra rằng chúng đã biến mất. Chỉ đến khi một ngày đẹp trời nào đó chúng ta nhớ đến những cái tên đó và thử tìm kiếm trên mạng thì chỉ nhận được kết quả là thứ bạn tìm kiếm không tồn tại. Điều đó diễn ra như thế nào và do nguyên nhân gì mà chúng lại biến mất? Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long tìm hiểu hiện tượng này các bạn nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Để hiểu về sự biến mất của nhiều loài khủng long trong lịch sử nghiên cứu khủng long, trước tiên thì bạn cần phải hiểu về quá trình các nhà cổ sinh vật học xác định và đặt tên cho một loài khủng long mới. Về cơ bản thì họ tìm thấy hóa thạch, sau khi xử lý xong xuôi thì họ bắt đầu nghiên cứu và mô tả những hóa thạch này. Nếu họ phát hiện trên hóa thạch có tương đối những đặc điểm khác biệt với những loài đã tồn tại trước đó thì ta-da, một loài mới được xác định và họ sẽ đặt tên cho nó, hay như cái gọi chính thức là danh pháp khoa học hay danh pháp hai phần bao gồm tên chi và tên loài. Chẳng hạn như Tyrannosaurus rex bao gồm tên chi Tyrannosaurus và tên loài là rex, hay Stegosaurus stenops bao gồm tên chi Stegosaurus và tên loài stenops. Tuy nhiên, không phải lúc nào các nhà cổ sinh vật học cũng chính xác 100%. Có thể vì ẩu, có thể vì vội vàng, hoặc có thể vì nhiều lý do khác nhau mà những loài mới họ xác định thực chất không phải là loài mới, mà những mẫu vật được dùng để xác định loài mới đó thật ra thuộc về một loài đã có, hay thậm chí có thể không phải là hóa thạch khủng long, mà chỉ là một cục đá bình thường hay một khúc gỗ hóa thạch. Khi đó chúng sẽ được coi là đồng nghĩa, synonym, với danh pháp có trước. Lúc này thì người ta sẽ phải quyết định xem nên giữ danh pháp nào và bỏ danh pháp nào. Thông thường thì danh pháp có trước sẽ được ưu tiên giữ lại, nhưng cũng có trường hợp thì danh pháp có trước không thể sử dụng vì một lý do nào đó, thì người ta sẽ chọn danh pháp có sau. Danh pháp không được chọn giữ lại sẽ bị xem là vô hiệu, invalid, hay có thể gọi nôm na là biến mất. Thực chất thì những hóa thạch được gán cho danh pháp đó có thể vẫn tồn tại, nhưng chúng không được gọi bằng danh pháp đó nữa mà được coi là mẫu vật của một danh pháp khác, chứ không phải là chúng không tồn tại như cách một số người vẫn gọi. Một trong những trường hợp biến mất đầu tiên sớm nhất trong nghiên cứu về khủng long chính là Archaeosaurus. Đó là cuối thế kỷ 19, thời điểm mà khủng long đã trở thành một trào lưu khá nóng trên thế giới. Điển hình là cuộc chiến xương giữa hai nhà cổ sinh vật học người Mỹ Edward Rinker Cope và Ossian Charles Marsh nhằm chạy đua xem ai là người tìm được nhiều loài khủng long nhất. Chắc chắn là các nhà cổ sinh vật học khác trên khắp thế giới như nhà cổ sinh vật học người Mỹ Gerard Smith cũng không muốn đứng ngoài cuộc. Khi đó thì Smith tìm thấy một số hóa thạch trông khá giống xương vào năm 1887, và sau một quá trình nghiên cứu có vẻ khá sơ sài thì ông đã vội vàng tuyên bố những hóa thạch mình tìm thấy là mảnh xương hàm của một chì khủng long mỏ vịt. Dù bị đồng nghiệp nghi ngờ thì ông vẫn kiên quyết bảo vệ kết luận của mình, cho rằng bản thân đã cẩn thận xem xét các mảnh hóa thạch này bằng cả mắt thường, kính lúp lẫn kính hiển vi nên không thể nào nhầm được. Smith còn củng cố cho phán đoán của mình bằng những con số ước tính không biết lấy từ đâu, như chi khủng long này có thể dài từ 4 đến 5 mét và thậm chí còn có gai trên người. Ông đặt tên khoa học cho nó là Archaeosaurus, có nghĩa là thằn lằn Archaean, dựa theo tên của hệ tầng Archaean ở Moresnet, nơi tìm ra hóa thạch. Tuy nhiên thì nhà cổ sinh vật học lừng danh đương thời là Louis Dolo cũng là người bị như Smith đã nhanh chóng phát hiện ra sai sót của ông và chứng minh rằng đó chỉ là những mảnh gỗ đã hóa đá. Smith vẫn cứng đầu không chịu nhận sai, nhưng sau đó thì một hội đồng trung lập đã vào cuộc và chứng minh rằng Smith không tìm được mảnh hóa thạch khủng long nào cả. Có tin đồn rằng vì quá xấu hổ khi bị bóc mẽ đến hai lần, Smith tuyên bố rút khỏi khoa học. Tuy nhiên, hồ sơ của Smith cho thấy ông vẫn tiếp tục cho ra đời các công trình khoa học cho đến tận năm 1895, chứ không hề từ bỏ khoa học. Dù sao thì Archaeosaurus vẫn là một sự kiện đáng quên mà không thể quên trong đời nhà cổ sinh vật học này. Chi khủng long Archaeosaurus do đó cũng biến mất. Một trường hợp biến mất nổi tiếng khác mà Mê Khủng Long TV cũng từng đề cập đó là Dinosaurus imperiosus. Danh pháp này ra đời vào năm 1905 do nhà cổ sinh vật học kỳ cựu Henry Fairfield Bond đặt cho hóa thạch của một loài khủng long ăn thịt lớn được Barnum Brown tìm thấy vào năm 1900. Cũng trong công trình nghiên cứu mô tả Dinosaurus imperiosus, thì Osborne cũng mô tả và đặt tên cho một loài khủng long ăn thịt lớn khác, cũng dựa trên những hóa thạch do Barnum Brown tìm thấy vào năm 1902, đó là Tyrannosaurus rex. Phải một năm sau, tức vào năm 1906, khi xem xét kỹ hơn thì Henry Fairfield Osborne mới nhận ra sai sót của mình và thừa nhận cả hai bộ xương đều thuộc về cùng một loài. Đến lúc này thì ông phải bắt buộc chọn một cái tên và loại bỏ cái tên còn lại. Từ
Tưởng như Deinonychus imperiosus sẽ là một cái tên được chọn vì mẫu vật này được phát hiện sớm hơn và có độ nguyên vẹn cao hơn. Nhưng không, chỉ vì Tyrannosaurus rex xuất hiện trong luận văn năm 1905 sớm hơn Deinonychus imperiosus đúng một trang, nên Osborn nghĩ rằng Tyrannosaurus rex là cái tên ra đời sớm hơn và quyết định chọn cái tên này. Vậy là Deinonychus imperiosus cũng biến mất. Một trong những trường hợp biến mất không thể không kể đến đó là Anthrodemus. Cái tên này đối với người yêu thích khủng long ở Việt Nam có lẽ khá xa lạ, đọc lên thì bạn chẳng biết là chi hay loài khủng long nào. Thế nhưng trong vòng khoảng 5 thập niên từ 1920 đến năm 1970, Anthrodemus lại chính là danh pháp chính thức của chi khủng long mà ngày nay chúng ta gọi là Allosaurus. Anthrodemus là danh pháp xuất hiện trước vào năm 1870 do nhà cổ sinh học Joseph Leidy đặt, còn Allosaurus là danh pháp xuất hiện sau do Othniel Charles Marx đặt. Ngoài ra thì còn nhiều danh pháp khác như Apatodon, Rheosaurus, Epantherias hay Labrosaurus cũng được đặt như một phần của những nỗ lực chạy đua giữa Marx và Edward Rinker Cope trong cuộc chiến xương. Đến năm 1920 thì Charles Gilmore đã đánh giá lại tất cả những hóa thạch này và cho rằng tất cả đều thuộc cùng về một chi khủng long. Để thống nhất thì ông quyết định chọn danh pháp Anthrodemus, vốn là danh pháp xuất hiện đầu tiên và Anthrodemus được sử dụng rộng rãi cho đến năm 1970. Thế nhưng trong hai thập niên 1960 và 1970, khi hàng loạt hóa thạch Allosaurus được khám phá tại khu mỏ Cleveland Lloyd ở bang Utah, thì các nhà khoa học mới có dịp đánh giá đầy đủ hơn về đặc điểm giải phẫu học của chi khủng long này. Và trong công trình nghiên cứu xuất bản năm 1976, nhà cổ sinh vật học James Henry Madsen cho rằng Allosaurus mới là danh pháp nên được sử dụng vì danh pháp Anthrodemus được xác định dựa trên những hóa thạch có mức độ bảo quản kém, các đặc điểm giải phẫu học không rõ ràng và thậm chí địa điểm khai quật cũng mập mờ. Đề nghị của James Henry Madsen được chấp nhận và cuối cùng, Allosaurus trở thành danh pháp chính thức như chúng ta biết cho đến tận ngày nay. Vậy là không chỉ Anthrodemus mà một loạt những danh pháp khác từng được gắn cho các hóa thạch Allosaurus khác nhau trước đó cũng biến mất. Một trường hợp được nhiều bạn quan tâm đó là số phận của Aphyselius fragilimus. Đây là một danh pháp được Edward Rinker Cope đặt cho những mẫu vật mà ông tin là loài khủng long lớn nhất từng tồn tại. Sau này khi Cope mất thì bộ sưu tập hóa thạch của ông được bán lại cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Nhưng khi mở bộ sưu tập của ông thì các nhà cổ sinh vật học của bảo tàng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hóa thạch gắn với danh pháp Aphyselius fragilimus. Kỳ lạ hơn, bản thân Cope trong những năm cuối đời cũng không đề cập gì đến loài khủng long này, và đó là lý do mà về sau, người ta cho rằng đã có một sai sót nào đó từ Cope liên quan đến kích thước của mẫu vật, dẫn đến ước tính sai về kích thước thật sự của Aphyselius fragilimus, hay thậm chí là hóa thạch nó không hề tồn tại. Đến năm 2018 thì một nhà cổ sinh vật học tên là Kenneth Carpenter đã so sánh hóa thạch của Aphyselius fragilimus dựa trên hình vẽ của Cope với mẫu vật của các loài khủng long thuộc họ Rheopatrisauridae và cho rằng Aphyselius fragilimus thực sự là một loài khủng long thuộc họ này và đặt ra một danh pháp mới, Marapurisaurus fragilimus, cho mẫu vật đã bị thất lạc. Aphyselius fragilimus do đó không còn được sử dụng nữa. Một cái khó khác của các nhà cổ sinh vật học khi nghiên cứu về khủng long đó là xác định cơ mẫu vật tuy cùng loài nhưng ở những độ tuổi khác nhau. Với xương của khủng long non và khủng long trưởng thành sẽ có những điểm khác biệt. Đó là những gì đã xảy ra với ba chi khủng long Pachycephalosaurus, Stegomorph và Dracorex. Ban đầu thì chúng được xác định là ba chi khủng long khác nhau dù đều thuộc một nhánh gọi là Pachycephalosauria, gồm những loài khủng long hông chim có hộp sọ dày và cứng. Hộp sọ của Pachycephalosaurus là hộp sọ lớn nhất, có phần vòm ở đỉnh hộp sọ khá cao và dày. Hộp sọ của Stegomorph nhỏ hơn một chút, phần vòm ở đỉnh hộp sọ thấp hơn và mỏng hơn đôi chút. Hộp sọ của Dracorex nhỏ nhất và phần đỉnh hộp sọ khá phẳng, không tạo thành vòm dày như hai chi kia. Tuy nhiên, những phân tích gần đây đã chỉ ra rằng cả ba chi này đều là một và sự khác biệt về kích thước lẫn hình dạng hộp sọ chỉ là sự khác biệt do độ tuổi mà thôi. Trong khi hộp sọ của Dracorex và Stegomorph là của những con chưa trưởng thành, thì hộp sọ của Pachycephalosaurus đến từ những cá thể đã trưởng thành. Vì thế mà khi tìm kiếm hai chi khủng long Stegomorph và Dracorex trên Wikipedia, trang web sẽ đều trở về một kết quả là Pachycephalosaurus. Tất nhiên không phải nhà cổ sinh vật học nào cũng đồng tình với phân tích này và vẫn xem Stegomorph là chi riêng biệt, chẳng hạn như David Evans vào năm 2021, nhưng chỉ là thiểu số. Vâng, toàn bộ nội dung của video vừa rồi là nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái khó của các nhà cổ sinh vật học khi nghiên cứu các sinh vật đã tuyệt chủng như khủng long, cũng như sự biến mất thầm lặng của nhiều loài khủng long mà thực chất chính là sự điều chỉnh và thay đổi của các nhà khoa học trong việc xác định và đặt danh pháp cho các hóa thạch. Những danh pháp đồng nghĩa không được chọn chỉ đơn giản là không được sử dụng nữa và sẽ bị quên lãng sau nhiều năm, chỉ còn hiện diện trong những tài liệu khoa học liên quan. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.